một sự kiện trực tuyến, 2 năm liên tiếp, 35 chuyên gia hàng đầu, gần 40 chủ đề chuyên môn thú vị, hơn 600 câu hỏi đã được giải đáp. Chào các bạn, mình là Trần Tuấn Anh. Hiện tại mình đang là giảng viên tại khoa khoa học và kỹ thuật máy tính Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm gần đây thì mình có nghiên cứu nhiều về lĩnh vực computer vision. Trong thời gian gần đây thì mình rất hân hạnh được hợp tác với Trung tâm Không gian mạng Viettel để tham gia nghiên cứu tiếp tục phát triển các ứng dụng trong lĩnh vực này. Một trong những sự kiện đầu tiên mình tham gia với VTCC đó chính là chương trình hỏi khó chuyên gia trên EDK. Mình sẵn sàng giải đáp những câu hỏi về các lĩnh vực như computer vision, machine learning, các ứng dụng toán học và các liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Anh có thể giải thích ngắn gọn về computer vision? Một cách ngắn gọn, computer vision thực ra nó là một lĩnh vực khá là lớn trong lĩnh vực khoa học máy tính, computer science. Nó thiên nhiều về việc cách xử lý các tín hiệu mà có dạng hình ảnh, giúp máy tính có thể hiểu được hình ảnh như con người hiểu và đưa ra các xử lý, các phản ứng tương tự như con người. Ứng dụng computer vision trong thực tiễn như thế nào? Trong thực tế thì xuất phát từ một cái câu thuật ngữ rất là lâu rồi, là trăm nghe không bằng một thấy. Thì vấn đề gì mà chúng ta thấy chúng ta sẽ xử lý nó thường dễ hơn. Thì computer vision ngày nay được ứng dụng rất nhiều lĩnh vực, thậm chí rất từ lâu rồi. Ví dụ như các bạn đi mua hàng, các bạn sẽ thấy cái việc quét mã vạch, đó là những cái công cụ rất đơn giản trong computer vision. Ngày nay thì nó phát triển hơn một số cái ứng dụng, ví dụ như là các camera cảnh báo tai nạn giao thông, camera chống trộm, hoặc là một số cái ứng dụng thiên về chẩn đoán hình ảnh trong y tế. Về quy mô của nó thì được ngày càng rộng rãi, các chính phủ cũng đang xây dựng những hệ thống nhận diện quy mô lớn, hoặc là trong các công ty lớn về việc vận chuyển hàng hóa hay là nhận diện hàng hóa. Bên cạnh đó, nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến lĩnh vực computer vision hoặc là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì bạn có thể đặt câu hỏi cho mình. Rất là mong nhận được những câu hỏi của các bạn. Chương trình sẽ kéo dài từ đây đến hết ngày 20 tháng 10. Đặc biệt hơn là trong cái ngày 17 tháng 10 tới đây, mình có tham gia một cái sự kiện ở VTCC cùng với hai vị khách mời cũng là một chuyên gia trong lĩnh vực computer vision, sự kiện Vertical Computer Vision Application. Nếu các bạn quan tâm và các bạn có muốn câu hỏi sâu hơn về với những chuyên gia thì các bạn có thể đến tham dự. Mình rất mong nhận được nhiều câu hỏi hơn của các bạn trong trên EDK.